Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 2212, 4 cây sam hương với 1 cây mai chiếu thủy, giá là 330k bao ship toàn quốc luôn nha. Anh nào quen thì ship code là chuyển khoản nha quý vị. Câu nào lúc nào tôi bán tôi cũng nói câu đó đầu tiên hết nha. Rồi mít lòng trước đặng lòng sau nha. Câu tôi bán hàng là vậy nha, tôi không có ship code à. Anh nào quen là phải là chuyển khoản trước nha. Còn anh nào quen thì tôi ship siêu đê, nhưng mà lạ thì phải chuyển khoản nha, tôi mới giao cây à. Nói trước à. Rồi đây là cái này vô chậu của Trung Quốc này, chậu tàu nha. Đó, một cây nha. Đó, còn cái này là chậu Nhật nha. Này là cái chung gì của Nhật đó nha. Đó, rồi này cũng chung Nhật luôn nha, chén của Nhật nha. Rồi ba cái, đây là chậu tàu luôn, Trung Quốc luôn. Đó, rồi cây này nó là cây thứ tư. 5 cây là 330.000 bao ship toàn quốc nha quý vị. Đây là cây mai chữ thủy quái nha, rễ mai chữ thủy nha quý vị. Đó, quái vậy đó. Rồi 5 em là 330k bao ship toàn quốc nha. Rồi xuống luôn đi Bi ơi.